Viên bi này là của cậu đúng không? Cho mình xin. Vì đại dương của vũ trụ, muốn lấy được bi của ta thì hãy vượt qua sát ta, con khỉ mông lốp. Thần linh này, mày đùa bố mày đấy à? Rốt cuộc mày là kẻ mạnh như thế nào vậy? Với tên của họ Trần, chỉ số sức mạnh là hơn 1 triệu điểm ư? Thôi bỏ mẹ rồi. Còn non là manh mần à? Khá đấy, nhưng đến lúc tớ phải lên một tầm ca siêu kể con mới rồi. Không nghĩ bố mình không mới có sở kiêu sân sở kim tăng đam sao? Lần to. Màu skin đấy, đấy chính là quân huy trên con mạch di đất màu xanh. Vậy thì tao phải dùng bí kíp cuối cùng rồi, nước lọc thiên nhiên. Chỉ có uống nước lọc mới có thể có một sức khỏe tốt và khỏe mạnh được. Aquafina nhìn màu mới, trai nhẹ hơn. Nước lọc luôn tốt cho sức khỏe, kèm theo đó ngươi phải nên rèn luyện thể lực mới là điều quan trọng. Cuối cùng cũng thu thập được 7 viên bi rồng. Đến lúc rồi. Ngươi có một điều ước, hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta muốn em CK và Tờ Linh quay lại với nhau. Ủa má chuyện tình duyên tao đéo giúp được đâu. Rước cầu khác đi. Bỏ mẹ đây là điều ước duy nhất của mình mà. Hay là lúc mình là kẻ mạnh nhất nhỉ? Không được, mình bây giờ là kẻ mạnh nhất rồi. Vạn vật thua Goku mà. Ai giả thật là khó với một tên vừa đẹp trai vừa mạnh như mình mà. Dòng thần lò cho xin 200k nạp tiền sơn sờ kim SS coin. Tôi trần chuồng chưa có sờ kim gì bị ăn hành nhiều quá. Đồ ngu, đồ ăn hại. Hiện tại Kame Legend đang có gói nạp chỉ 1k, 3k, 5k, 9k trong tuần đầu tiên và tuần thứ 3 ra mắt. Giá trị tương đương đến 250k. Hãy cầm lấy tiền và nạp các gói đấy thay vì dùng nó in vào một skin duy nhất đi con chó lỏ. Ok, cảm ơn dòng đần. Bye bye. Kame Legend đọc dòng ban phước ước Saiyan tải game ngay trên App Store và Google Play. Ham chó kia, mày đứng lại cho bố mày.